tỉnh ngon lành hết. Về nhà là nuôi nó. Vâng. Đây là có sinh sát gì đấy là chỉ được luôn. Đánh cho đàng hoàng. Thế bây giờ giả cho khách kể là anh chị bảo cứ thuê chỗ em muốn chỗ. Đây là khách bảo là với tôi anh thích đồ cũ anh không cần thiết phải đánh đâu mà em vẫn cố đánh người làm chứ không muốn là người ta chủ người ta muốn chỗ luôn nhưng mà mình vẫn thể đánh cho họ chứ không phải là đấy đâu. Nhưng mà đánh hết xong nhìn nó khác lắm, nó sáng nó đẹp lắm. Rồi. Ok, từ từ nhé, con nó đập nhá. Nó đập vào. Đập vào ghế. Cứ đàng hoàng thôi. Đẹp quá, tuyệt vời. Đẳng cấp. Hơi mưa bụi bụi nhỉ. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Lúc này là 12 giờ trưa thứ ba ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021. Và vào thời điểm này thì đơn vị đố Quốc Bình Tuấn của chúng tôi đang có mặt ở tại nhà khách hàng. Đó chính là anh chị Văn Chí đến từ Minh Khai, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Và Minh Khai thì cách đơn vị của chúng tôi chừng 5 cây số thôi. Và anh chị đã về trực tiếp tại đơn vị của chúng tôi để ký nhận cái bức tranh vinh quy bãi tổ chất liệu bằng gỗ hũ và được khảm ốc Singapore và là bức tranh phiên bản VIP. Thì cái bức tranh này thì tối hôm trước anh chị đã về mua và hôm nay chúng tôi cho thợ đã đến tại nhà luôn để treo vào đúng cái không gian vị trí phòng khách của nhà anh chị. Đây về quý vị có thể thấy trên màn hình đấy ạ. Và thợ của chúng tôi treo lắp rất là cẩn thận nhá. Và nhân dịp đây thì cơ sở Bùi Tuấn cũng rất là chân thành cảm ơn anh chị một lần nữa đã tin tưởng cũng như là ủng hộ cơ sở Bùi Tuấn. Và cơ sở Bùi Tuấn cũng xin được kính chúc anh chị cùng gia đình mình là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và làm ăn thì thắng lợi. Và quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp cho đơn vị của chúng tôi để có thể sở hữu qua số điện thoại là 0836269999 hoặc qua số Zalo là 0985230888. Và quý vị hãy đăng ký kênh và subscribe kênh để có thể liên tục cập nhật cũng như theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang làm hàng ngày. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.